À, còn qua cái câu hỏi thứ hai là cái việc mà thuyết pháp đó, có cần cái sự cho phép của giáo hội hay không Đây ừ. bản thân sư thì sẽ có giấy chứng nhận cho nên là cái việc thuyết pháp của sư á, thì um, nó nó được sự cho phép của giáo hội sư là một thành viên của bản giảng sư đoàn ban hoàng pháp thành phố hồ chí minh à, cái việc này á, thì nó có cái sự thuận lợi như thế này đó là khi mà sư đi um, tỉnh khi mà sư đi tỉnh ví dụ như sư ra hà nội Uh, sư ra hải phòng sư ra đồng nai uh, tức là sư đi tỉnh ấy khi mà sư thuyết pháp ấy. thì nếu như mà mình uh, gặp uh, cơ quan chính quyền địa phương thì mình cũng có uh, cơ sở để mà mình uh, nói tức là mình uh, kiểu như mình không có giảng chui tại vì cái vấn đề nó như thế này nè quý vị khi mình nói pháp ấy, thì um, có rất nhiều người nghe nói thì cái kiểu của xã hội bây giờ là nó có những cái cuộc diễn thuyết mà nếu như mà mình uh, đi chỗ này chỗ kia mà mình diễn thuyết như vậy với rất nhiều người nghe đó thì người ta không biết mình diễn thuyết cái gì. À, chính bởi vì như vậy đó thì cái cái này nó nó giúp cho mình có cái sự đảm bảo, đảm bảo với cơ quan với nhà nước thôi là mình cũng tương đối tương đối là cũng không phải là cái kiểu tầm bậy tầm bạ đấy tuy nhiên đó là để dành cho cái vấn đề quản lý của nhà nước vấn đề quản lý của nhà nước ừ. à, nhưng mà nếu mà mình xét theo cái phương diện mà chánh pháp ấy, thì không cần tấm thẻ này đâu một vị được gọi pháp sư không phải là bởi vì đó được người khác công nhận hoặc là được một cái tấm thẻ ha, do một cái tổ chức nào đó cấp mà một vị được gọi là pháp sư theo tăng chi bộ kinh vì đó phải chỉ ra được để cho người ta thấy đây là khổ đây là nguyên nhân khổ và đây là con đường thoát khổ và chỉ cho người nghe có được cái sự nhàm chán đối với ý, các hành và biết được đâu là con đường đưa đến giải thoát giác ngộ thì vị đó mới được gọi là một vị pháp sư. Chứ còn xin thưa nếu như mà sư cầm cái tờ giấy này sư đi đây đi kia, sư uh, thuyết hết chỗ này tới chỗ kia nhưng mà sư toàn kể chuyện. Lôi chuyện đời ra mình ngồi mình kể chơi cho vui và tàu dòng thì được vài cái, hoặc là mình ngồi đó mình ca, mình hát, rồi mình diễn tấu hài thì nó cũng hết giờ thôi. thì cái đó theo trong kinh thì họ vẫn không được gọi là một vị pháp sư nha. Ờ, chẳng những như vậy mà vì đó còn phạm một cái nghiệp lớn đó là chậm kể việc thực hành pháp của chúng sanh. À, chậm kể việc tiếp xúc với chánh pháp. Đấy. Cho nên uh cái việc này có thì cũng đúng là có tại vì có cần cái giấy đó là về cái mặt quản lý nhà nước còn về mặt đạo đó thì nó căng hơn nhiều một cái tờ giấy tờ giấy chưa có nói lên được vấn đề nào đâu tuy nhiên về mặt quản lý nhà nước thì có một tờ giấy thì mình sẽ có được nhiều cái sự thuận lợi hơn